Top bệnh viện, phòng khám sản phụ khoa uy tín tại Hà Đông. Địa chỉ đầu tiên chị em có thể tham khảo là khoa phụ sản bệnh viện đa khoa Hà Đông. Khoa tiếp nhận khám, quản lý các trường hợp thai kỳ thông thường và thai kỳ nguy cơ cao, mẹ lớn tuổi, tiểu đường thai kỳ, tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật cũng như thăm khám, điều trị các bệnh lý phụ khoa. Giá khám áp dụng bảo hiểm y tế tại đơn vị là 38.700 đồng. Giá khám yêu cầu là 300.000 đồng. Tiếp theo, phòng khám đa khoa Hồng Ngọc Tố Hữu tại Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, làm việc từ 8 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Đây là phòng khám đa khoa duy nhất nằm trên trục đường Tố Hữu có quy mô lớn được đầu tư bài bản, thuận tiện cho các chị em sinh sống tại các khu vực gần đó. Chị em có thể khám chữa bệnh phụ khoa thường gặp cũng như tiêm HPV phòng ngừa ung thư cổ tử cung. Chi phí thăm khám sản phụ khoa tại đây là 300.000 đồng. Chị em tại quận Hà Đông cũng có thể tham khảo phòng khám y khoa Hà Nội tại Sala. Phòng khám được thành lập từ năm 2017, chỉ đạo chuyên môn bởi giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Thông, nguyên phó giám đốc, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Bạch Mai. Phòng khám nhận khám và điều trị bệnh phụ khoa như rong kinh, viêm nhiễm phụ khoa, ung thư phụ khoa, u nang buồng trứng, viêm cổ tử cung. Chi phí thăm khám tại đơn vị là 150.000 đồng. Chị em cũng có thể tham khảo khám tại bệnh viện phụ sản Hà Nội cơ sở 3 tại Quang Trung, Hà Đông. Bệnh viện phụ sản Hà Nội cơ sở 3 cung cấp các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho cả nam và nữ giới như khám và điều trị các bệnh lý phụ khoa, khám sức khỏe tiền hôn nhân, thăm khám và quản lý thai sản, dịch vụ thai sản chọn gói, dịch vụ sinh đẻ kế hoạch. Chi phí khám dao động từ 300.000 đến 500.000 đồng. Địa chỉ thứ 5 là khoa sản bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông, đã hoạt động hơn 20 năm, đầy đủ các khoa phòng và có khả năng tiếp nhận điều trị các bệnh sản phụ khoa. Bệnh viện nằm ở địa chỉ số 150 Nguyễn Sơn Hà, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông. Chi phí khám khá tiết kiệm, chỉ 100.000 đồng. Cuối cùng, chị em có thể cân nhắc khám tại phòng khám 88B Phùng Hưng, địa chỉ 158 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông. Phòng khám 88B Phùng Hưng là địa chỉ thăm khám và theo dõi sức khỏe thai kỳ quen thuộc của nhiều mẹ bầu tại khu vực Phúc La, Hà Đông. Phòng khám được thành lập bởi bác sĩ sản khoa Nguyễn Dương Diệp, bác sĩ công tác tại bệnh viện phụ sản Hà Nội. Chi phí thăm khám tại phòng khám là 100.000 đồng. Việc lựa chọn nơi khám và điều trị uy tín là rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe và hiệu quả điều trị. Theo dõi bước kinh kê để cập nhật các thông tin đi khám thực tế, hữu ích.